Hello, xin chào tất cả các bạn. Rất vui khi trở lại với các bạn với lớp học tiếng Pháp số 79. Kỳ này mình sẽ nói với các bạn cũng trong cái series mà mình làm những cái bài về học tiếng Pháp để lê le với người Pháp. Bởi vì những cái những cái câu, những cái từ, những cái cụm từ mà các bạn học trong cái series này thì nếu mà các bạn đem ra mà các bạn áp dụng trong cái một cái cuộc nói chuyện hay là các bạn lâu lâu các bạn uh, nói ra cái câu đó thì uh, cái người pháp người ta sẽ để ý là các bạn uh, nói một cái câu mà uh, họ họ thì họ biết họ dùng thường nhưng mà các bạn thì các bạn ít khi dùng cho nên để muốn lấy le thì uh, những cái câu này nó rất là nó rất là quý giá để cho mình có thể uh, có dịp mình uh, uh, trổ tài với người pháp uh, uh, thì cái vấn đề là uh, trong một cái trường hợp nào đó người ta mình mình đã nói tất cả những cái chuyện mình muốn nói với người ta mà người ta cứ cười giỡn hay là người ta không có để ý hay là người ta muốn chọc tức mình thì tới một lúc nào thì mình cũng phải nói ờ à, bây giờ anh muốn giỡn mặt với tôi hay sao không có cái gì mà mà ác ý nhưng mà có nhiều khi mình cần nói cái những cái câu này và trong tiếng pháp thì nó có có mình có lựa chọn cho các bạn tám cách để nói cái câu này là bạn muốn giỡn mặt với tôi hả hay là bạn bạn đang giỡn với tôi hay là sao đó thì mình từ từ những cái câu mà nó cũng hơi nhẹ nhẹ nó cũng không phải nó êm ái nhưng mà nó cũng hơi nhẹ nhẹ cho tới những cái câu mà mình sẽ khuyên các bạn đừng có dùng thường thí dụ vậy đó thì mình sẽ cái này là chỉ có 8 câu mình mình lọc ra để mình làm cái bài này cho các bạn học có thể có nhiều nhiều có vài câu khác nữa nhưng mà đây là cái nội dung của 8 câu mà tránh của cái bài hôm nay để mình chỉ dẫn cho các bạn làm sao các bạn nói được cái câu dẫn mặt hả trong 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 tiếng pháp để lấy lè với người pháp nha bây giờ mình vô đề à, trước hết thì mình cũng phải làm quen với hai cái động từ à, là động từ plaisanter Uh, plaisanter là nói mà nói giỡn hay là nói đùa hay là, uh, hay là làm nữa, có thể làm một cái gì mà thường thường cái Pleasant này nó áp dụng cho lúc mà mày nói mình nói mà mình nói giỡn mình không có không có nói mình nói chơi đó, mình nói chơi thì cái này là Ờ uh, cái động từ rigole, rigole là uh, uh, cái động từ khi đó là cười, cái động từ rigole nó cũng là cười nhưng mà nó có cái cười mà nó có cái tánh hơi như là nó hơi chọc hay là nó hơi nó hơi đùa. À, à, còn ghi có làm cái 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 nụ cười nó nó tự nhiên hơn à, thì hai cái động từ này mình sẽ gặp trở lại trong những cái câu mình uh, sẽ chỉ dẫn với các bạn sau đây nha cái câu thứ nhất là từ cái động từ plaisanter mình ra cái danh từ plaisanterie Plaisanterie là một cái chuyện uh, uh, nếu mà plaisanter là nói chơi thì cái plaisanterie là một cái 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 chuyện dẫn chơi à, một cái 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 gì mà người ta Người ta nói nói đùa với các bạn thì uh, mình nói là uh, c'est uh, une plaisanterie c'est une plaisanterie uh, các bạn đấy uh, đây là mình nói une plaisanterie tức là nó là uh, thứ nhất là nó cho là giống cái mà mình không có đọc là plaisanterie mà mình đọc là plaisanterie à, tại vì mình cũng như mình nhảy vậy đó cũng như là chữ t rồi chữ e rồi chữ i luôn vậy đó chứ không có đọc plaisanterie Uh, thì mình mình đọc plaisanterie thì người ta cũng hiểu nhưng mà không không bây giờ mình mình đọc như vậy hết bên tiếng pháp thì nó đọc plaisanterie c'est une plaisanterie đó thì cái này là có nghĩa là chuyện uh, dẫn chơi hả muốn uh, cái bằng uh, cái này là uh, đang đang dẫn chơi hả sao uh, thì mình uh, cái câu này mình hỏi thì nó cũng cũng không có cái gì mà nhưng mà nó cũng uh, nói là mình cũng hơi bực rồi tại vì uh, mình uh, mình đã nói gì mà người ta không có không có để ý không có người ta không có nghiêm túc thành ra mình uh, hay là uh, hay người ta làm cái gì đó mình không có bằng lòng thì mình nói uh, cái này là uh, cái chuyện dẫn chơi hả uh, cũng như là bạn đang dẫn chơi với tôi hay sao đó thì cái câu đầu là c'est une plaisanterie c là cái này phải không uh, tại vì cái này là câu hỏi une plaisanterie là một cái chuyện dẫn chơi c'est une plaisanterie nha các bạn nhớ nha không có đọc là plaisanterie nha tại nó đọc, nó viết là plaisanterie p chữ p l a i nó đọc là play play còn chữ s này nó không có đọc son mà nó đọc son nó học nó không nó, đọc là plaisante nó cũng như là chữ z vậy đó plaisanterie c'est une plaisanterie thì cái đó không có đọc như thế c'est c'est une plaisanterie mình phải đọc dính liền đó là cái câu hỏi đó là cái một cái cách đầu để mình 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 nói trên mình nói là bộ trưởng vẫn chơi hay sao cái câu thứ nhì uh, tu plaisantes ou quoi tu plaisantes ou quoi thì mình dùng uh, trực tiếp cái động từ plaisanter ờ uh, tu plaisantes uh, nếu mà số ít còn nếu mà nói các bạn thì mình phải nói là vous vous plaisantes ou quoi thì các bạn nhớ là câu hỏi thì mình lên, lên lên giọng nhưng mà nếu mà mà có nhiều khi có nhiều khi mình viết sai đó mình để tu plaisante ou quoi rồi cái chấm hỏi đó thì cũng như mình phải để tu plaisante ou quoi thì cái đó nó không trúng thì cái này cái chấm hỏi nó phải đọc nó để ngay sau cái chữ plaisante tu plaisante là mình phải lên giọng cái đó còn cái ou quoi thì nó không phải là cái câu hỏi nữa tu plaisante ou quoi tức là bạn đùa hay là sao À, thì cái này mình uh, uh, các bạn lưu ý là mình không có nói là Tu plaisante ou non không có được nói như thế nha các bạn đừng có nói như thế tại vì người ta sẽ không hiểu uh, mà các bạn phải nói uh, uh, cũng như cả, uh, mình không có thể nói là Tu plaisant ou non các bạn tưởng là các bạn nói cái đó là các bạn nói là bạn đùa hay là hay không thì không được cái đó không không có bao giờ nói như vậy hết thì mình phải nói Uh, uh, bạn đùa hay sao? Tức là tu plaisante ou quoi? Nha. Yeah. Tu plaisante. Không có đọc chữ S nha. Yeah. Tu plaisante ou quoi? Ou quoi? Thì cái chữ qua này nó xuống giọng. Cái này là cách thứ hai để mình nói 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 uh, về cái chủ đề hôm nay là bộ dẫn mặt cho tôi hả? bạn bạn cái bạn tu plaisante ou quoi? Tức là người ta uh, nói nói cái gì đó mình uh, mình không có bằng lòng thì mình nói tu plaisante ou quoi bộ bộ bạn giỡn với tôi hay sao hay là bạn đùa hả bạn nói đùa hả à, cái cách thứ ba thì mình nói là tu plaisante j'espère thì cái này nó cũng giống như cái cái cái, cái cách thứ hai à, thì cũng như là nói là bạn đùa hay sao à, nhưng mà mình có cái chữ j'espère thì cái động từ espérer là mình 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 mong ước mình mong muốn cái gì đó mình mong ước cái gì đó thì cái này nó nó nói là bạn đùa hay sao ờ, sau đó nó nói là j'espère tức là à, tôi cũng mong tôi cũng mong là bạn đang đùa tại vì nếu mà bạn không có đùa mà bạn nói cái câu đó hay bạn làm cái chuyện đó là tôi rất là bực tôi rất là tức lên à, đó nó nó đại khái nó nói như, như thế đó à, cũng như là tu plaisante j'espère à, thì tu plaisante là mình nói giọng j'espère là mình xuống giọng tu plaisante. j'espère tu plaisante. j'espère à, bạn đùa hay sao à, tôi cũng mong là bạn đùa à, tôi cũng mong là vậy à, j'espère là tôi cũng mong là như như thế nghĩa là mình không có lặp lại nhưng mà tôi cũng mong là như thế bởi vì nếu mà không có không bạn không có đùa đó là tôi sẽ tức giận lên tôi sẽ giận dữ lắm ok à, cái cách Thứ tư, tư, để mình nói là, mình nói là t'es sérieux là. À, cái này các bạn phải coi chừng, nó phải có cái giọng t'es sérieux là. À, hai cái nó nó đều lên giọng t'es sérieux là. Chứ không có đổi t'es sérieux là, không được. À, cái này phải lên giọng như thế đó, thì, thì người ta mới hiểu. Thì cái câu này mà các bạn không có lên giọng gì, người ta không hiểu. À, các bạn các bạn còn không có thể nói lên giọng lúc mà ngay cái chữ serieux mà các bạn xuống giọng với chữ chữ là được nữa cũng như là các bạn nói tê serieux là không được tê serieux là thì cái này nó phải phải à, cũng như nó hai câu hỏi vậy đó tê serieux là à, tức là bạn có nghiêm túc hay không serieux là một cái người nghiêm túc người đang nói chuyện gì mà đàng hoàng à, thì mình nói là trong lúc này nè cái đó đó bạn có đang nghiêm túc lúc mà bạn nói hay là bạn làm cái đó hay không tức là bạn có đùa hay không bạn có nói đùa hay không hay là bạn có giỡn 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 mặt với tôi hay không thì cũng như là tê xe dưới lá tức là bạn có nghiêm túc không trong cái 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 mới vừa cái mới vừa làm đó mới vừa làm hay mới vừa nói đó bạn có nghiêm túc hay không hay bạn có đùa hay không thì mình hỏi tê xe dưới lá thì cái này nếu mà một người một người bạn trước, trước mặt mình thì mình để tuer thì tuê thì các bạn biết rồi nó nó ghép lại và nó đọc là t còn nếu mà nhiều người thì mình phải nói vous êtes vous êtes sérieux à, khi mà mình nói vous êtes sérieux là à, đó thì cái đó nhiều người trước mặt mình số đông còn nếu mà một người mà phái nữ À, một người cái này tê sérieux này nó 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 ác với lại giống đực thành ra nếu mà cái người đó là phái nữ thì các bạn phải nói tê sérieuse sérieuse tức là thay vì chữ x thì phải chữ s với chữ ơ e. à. thì cái đó là nếu mà phái nữ còn nếu mà nhiều người phái nữ phái nữ không á nghĩa là không có người nam ở trong á thì các bạn phải nói vous êtes sérieuse có chữ thêm chữ s nữa là là vous êtes sérieuse là thì cái này nó 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 còn về nó nó không nó còn nó nó đi chung với đại cái cái số đông hay là số ít nha ok thì cái sérieux này thì cái đó cái đó mình học từ từ nhưng mà uh, nội dung chính của nó là cái câu nó là là, là mình nói là seri sérieux lá là bạn có nghiêm túc hay không đó là cái cách thứ tư để mình mình nói uh, khi mình muốn nói uh, bạn có dẫn mặt hay là bạn có đùa đang đùa với tôi hay không cái cách thứ năm thì mình dùng tới cái động từ rigole thì cái này cũng vậy mình chia động từ thì mình nói tu rigole ou quoi. Tu rigole ou quoi? Cái này mình cũng viết hơi trật ha tại vì mình phải để cái dấu hỏi ngay cái chữ sau cái chữ rigol. Ờ thì biết như vậy thì cũng không có sai lắm nhưng mà nếu mà mình đọc á, thì mình phải đọc là tu rigole ou quoi. là cái chữ qua này nó sẽ xuống giọng nha. Thì tu rigole ou quoi là bạn bạn đang đùa bạn đang cười cười mà cười đùa hay là bạn cười chọc của tôi hay là hay là sao à, thì cái u qua này thì anh cũng cũng đã gặp đi gặp lại mấy lần rồi u qua là uh, phải như vậy hay là sao hay là hay là hay là, hay là sao đó thì mình nó u qua uh, tu rigol, u qua tức là bạn, bạn đang đùa với tôi hay là sao à, thì tu gối thì cái này nó không, không có khó gì hết nó chỉ khó là những cho những người việt mà đọc cái chữ r thì uh, cái đó là quen thôi tu rigole rigole ou quoi tu rigole ou quoi tu rigole ou quoi đó là cách thứ năm còn cách uh, thứ sáu thì cái này ờ um, uh, có chừng có <laughs> chừng tại vì mình sẽ dùng tới cái động từ foot à uh, tu te fous de moi thì cái động từ phút mà nó chia động từ thành nó ra tu te fous thì cái động từ này nó không nó cũng nó hơi nó hơi nó hơi thô một chút xíu nó không nó cũng không có gì mà phải thô tục hết đó nhưng mà nó cũng tại vì người ta mình cũng bắt buộc mình phải nói với các bạn như cái này tại vì bạn các bạn sẽ nghe rất là thường y ờ, cũng như là ở trong ở trong ở trong những cái cái lớp hay là những cái cuộc họp mặt với bạn bè hay là trong gia đình thậm, thậm chí trong gia đình cũng vậy thì các bạn có nhiều khi các bạn nghe cái này rất là thường nó không phải là tục nhưng mà nó cũng uh, tránh dùng khi nào những cái người mà Ờ, mình dùng cái này á hay là các bạn nghe cái này á là khi nào mà người đó cũng hơi giận giận mà cái, cái mức mà nó nó hơi hơi nhiều hơn cái bình thường rồi thì người ta mới nói những cái câu này hay là người ta đang bực bực cái gì lắm đó người ta người, người ta mới nói cái này thành ra cái này nó cũng rất, dùng rất là thường nó rất là là thông dụng ở trong văn nói à, thành ra tu te phú de moi tức là bạn bạn đang 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 giỡn mặt với tôi hay sao phút được de de tức là coi coi thường mà không coi ra gì hết á à, là cũng như là bạn bạn đang đang giỡn mặt với tôi hay sao hay hay sao. Đó thì cái cái này thì các bạn thận trọng tại vì các bạn nếu mà nếu mà quen rồi thì không không có thành vấn đề gì hết. À, hay là nếu mà các bạn không quen mà bắt các bạn dùng cái này á thì nó sẽ nó người ta hiểu là các bạn rất là giận và nó có thể nó gây ra những cái chuyện gây lộn hay là hay là gì đó mình cũng không biết tới thành ra cái này thì không nghĩa là mình mình học trong này để mình biết để mình xài nhưng mà mình thận trọng nhưng mà riết rồi các bạn sẽ quen tại vì nếu mà các bạn không có nói ra tại vì các bạn sợ đó thí dụ như các bạn chưa có quen các bạn qua pháp các bạn chưa có quen đó thì từ từ các bạn cũng sẽ nghe người ta nói với các bạn những cái câu này thì mình mình cứ nghĩ là người ta đang giận dữ lắm chứ không phải là người ta không phải là người ta muốn chửi mình hay cái gì cái này nó không có tới cái mức độ đó nó chưa có nhiều cái khác nó nó rất là nó rất là nặng hơn cũng như cái chữ phút tại vì chữ tu te fous de moi thì có nhiều khi người ta nói là tu te phút de ma gueule mà girl, girl là một cái, cái 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 mặt của một cái 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 cái, cái con một cái con thú vật Thí dụ vậy đó thì 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 tại sao mà người ta nói là tu uh, foot de 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 ma gueule tức là cũng như là mình giận quá mình nói là bộ bạn coi tôi như là một con thú vật rồi coi cái mặt tôi là như một con thú vật hay sao cũng như là vậy đó. Thì cái cái tu foot de 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 ma gueule nó 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 nặng hơn, nó cái đó là nó hơi có thánh thô thô tục hơn chút xíu rồi. Nhưng mà tu foot de moi thì cái này rất là thường. Thì cái này là một cái cách để mình nói là, cũng như là bạn đang dẫn mặt với tôi hay sao, như bạn, là bạn đang coi tôi không có ra gì hay sao, đó thì, ờ, tu te fous de moi, sau đó cũng có để u qua được hay sao cũng được nữa nha, tu de moi, thì cái này nếu mà nói tu te fous de moi thì lên giọng cái lúc lúc cuối trong cuối câu còn nếu mà muốn để cái chữ u qua đằng sau á thì nói là tu te fous de moi u qua à, uh, u qua thì nãy mình học rồi uh, cái đó u uh, qua là thêm cái đó là cũng như là hay sao đó là cái cách uh, thứ sáu tu te fous de moi hay là tu te fous de moi u uh, qua uh, cái cách thứ sáu uh, là bạn giỡn mặt với tôi hay sao cách thứ bảy uh, cách thứ bảy để nói là muốn giỡn mặt với tôi hay sao là mình nói là pour qui tu me prends pour qui tu me prends uh, hay là mình đảo ngược lại cũng được nha tu me prends pour qui à, hai cách nói đều đều ok hết uh, pour qui tu me prends hay là tu me prends pour qui uh, thì cái này đã nói là uh, pour qui là bạn uh, bạn cũng như là bạn coi tôi là ai bạn uh, uh, prendre quelqu'un pour buộc pour quelqu'un d'autre hay là gì đó thì cũng như là nói là mình coi mình xem cái người đó là một cái người nào à, thì uh, prendre quelqu'un đó là là cái chữ prendre này nó không phải là, là lấy à, nhưng mà nó nói là uh, cái này cũng hơi khó các nghĩa cái chữ này nó phải đi nguyên cái câu với cái một chi me mà luôn chứ các bạn không có thể chia ra nói là tu me prend là tôi lấy cái gì đó thì không không phải như vậy ha à, thì poki tu me prend là là cũng như là bạn bạn uh, bạn xem tôi uh, là là cái gì, là ai, là cái người nào à, bạn 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 cũng như là bạn coi tôi là cái gì, bạn uh, bạn coi tôi là ai. Đó thì cũng như là bạn bạn giỡn mặt bạn giỡn mặt hả, bạn giỡn mặt với tôi hả? qui tu me prend À, là cái câu này nói này thì cũng nói lên một cái sự bực tức hơn hơn cái mức trung bình à, một chút xíu à, thành ra cái câu thứ bảy này cái cách thứ bảy này thì mình cũng cũng có thể dùng à, thì tại vì mình cái 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 lúc mà mình nói giỡn mặt hả thì cái đó mình cũng không có trong trong cái lúc mà mình nói chuyện bình thường tại vì mình cũng đang giận lên một chút xíu à, mình giận ít hay là mình giận nhiều hay là mình giận trung trung <laughs> thì mình cũng đã giận giận rồi à, thì à, câu này là put ký tu me prend hay là hay là tu me prend cũng được à, hai câu nó mình đảo ngược là mình chia ra mình đảo ngược lại cũng được thì mình nói lại tu me prend là không phải là lấy cái gì là lấy người nào à, thì cái 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 động từ form này á nó rất là đa dạng, nó tùm lum hết đó, nó nó nhiều nghĩa lắm. Thành ra mình cũng uh, uh, sẽ có dịp làm cho các bạn cái bài để mình cắt nghĩa hết mấy cái nghĩa này thì rất cũng cũng rất là thú vị. Đây là cái cách thứ bảy, một khi chúng mình là bạn coi tôi là ai, bạn bạn coi tôi là cái gì hả Thì cái cách thứ tám là cái cách cuối cùng để mình uh, mình nói cái những cái câu uh, bự dẫn mặt với tôi hả thì tu tu pay mà tết Tu tu pay mà tết thì hai cái câu này mình viết uh, mình cố ý mình viết hai cái câu này uh, hai cái cách khác xa khác nhau. Uh, tại vì uh, các bạn có thể viết uh, cái cách thứ nhất hay cái cách thứ nhì đều trúng hết uh, cái đó là các bạn đừng lo. Thì uh, cái này nó có hai cái cách uh, thì nó có một cái quy tắc nhưng mà mình không có trở lại trong đó trong trong cái video này tại vì nó sẽ dài dòng mà nó sẽ qua cái 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 đề khác rồi thành ra có dịp thì mình sẽ làm video khác nhưng mà cái cái, cái động từ ờ uh, thì nó có thể viết bằng totope là uh, viết A -I E S hay là A y E S thì cái này uh, nó rất là khó hiểu uh, nếu mà các bạn uh, tra từ điển á, thì PZ là trả tiền <laughs> cái tết là cái đầu. Uh, tu pay, tu pay mà tête là bạn trả tiền cái đầu của tôi. Thì nói vậy thì không ai không ai hiểu gì hết. Còn còn se uh, payer uh, là trả cho cho chính mình, uh, tu tu pay mà tête tức là, là các bạn trả cho chính các bạn cái đầu của tôi. Thì càng dịch như vậy thì người ta càng không hiểu, không hiểu gì hết. Thì cái này khi phải lấy nguyên một câu luôn. À, PG là test của cái người nào? PG là test đó là có nghĩa là đang đang giỡn mặt, đang chọc cái người đó mà đang đang làm cái gì đó là cái, cái như là uh, chọc chọc giỡn chọc uh, cái người đó hay là đùa với người đó, chọc người đó mà thường thường là người đó không biết chưa hay là chưa có biết đó, thì nó có nghĩa là vậy pg ra tết được kẹt tức là đang ở đằng sau lưng mà cười đùa mà chọc hay là nói xấu hay là cái gì đó à, cái người một người thì youtube mà tết là bạn bạn đang chọc tôi hay là đang giỡn mặt với tôi thì cái này nó có nghĩa gần như gần như cái bằng y chang như như là cái 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 chủ đề ngày hôm nay tôi, pay mà test tức là bạn đang giỡn mặt với tôi bạn đang chọc tôi hay là cái gì đó à, bạn có phải bạn đang chọc tôi không à, chứ nó không có nghĩa là bạn đang mua cái đầu của tôi à, à, thì hồi nãy mình có nói về cái cái động từ foot với lại cái động động từ cái cái chữ foot the de, de my girl hay là cái girl thì các bạn coi lại La gueule là mình không có nói về cái 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 mặt cái cái, cái miệng của một cái người người một cái người một người ta mà nói về thú vật thì cái này mình cũng trở lại mình nói về cái test thì cái này mình nói cho cái người một người cho một người người ta được một cái con người được mà cho thú vật cũng được thì nó lâu lâu nó cũng trở lại những cái thay vì mình nói tôi đó thì thường thường trong tiếng pháp nó có dùng cái đầu của tôi hay là cái cái miệng của tôi hay cái miệng cái cái mặt cái mặt của tôi hay là cái 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 mặt này của tôi bổ giống như cái mặt của con thú vật hay sao tại vì cái gân đó là mình đã lập lại là mình mình chỉ dùng cho những cái con thú vật thôi. Thì cái đó là chỉ là một cái đề tài để cho các bạn biết đó là cái trình pháp đó có nhiều khi nó dùng những cái 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 nó ghép những cái 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 từ lại và nếu mà mình dịch từ 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 cái từ một đó thì nó không có hiểu hiểu cái nghĩa. Thành ra cái này thì các bạn phải không có dịch được là to pay mà là các bạn đang uh, 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 mua cái cái đầu của tôi thì cái cái, cái cái hay là trả tiền cái đầu của tôi thì cái đó nó không có nghĩa gì hết. Nhưng mà cái này pg là test được ca là nguyên cái câu đó như vậy là nó có nghĩa là đang chọc cái người đó mà mà chọc trong cái, cái cái tính cách là mình chọc mà người đó không có biết là mình chọc đó thì nó vậy nha đó thì cái cái này là nếu mà các bạn chép uh, lại và để dành những cái câu này bỏ túi và lâu lâu xì nó ra một cái thì người pháp ta rất là sẽ là rất là ngạc nhiên tại vì những cái câu này thì uh, họ thì họ thường dùng nhưng mà nếu mà các bạn uh, à, đối với họ thí dụ như các bạn nếu mà các bạn rành tiếng pháp rồi thì mình không có nói gì nữa hết nhưng mà nếu mà các bạn cũng bắt đầu tiếng pháp mà các bạn chưa có quen lắm tại vì không phải cái ngôn ngữ mẹ đẻ của mình nhưng mà các bạn nói vài câu lâu lâu các bạn chêm vài câu này á thì người 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 pháp người ta sẽ rất là ngạc nhiên và nếu mà trong gia đình của các bạn thì người ta sẽ nói là các bạn à có làm một cái tiến bộ rất là rất là lớn ha. thì rồi cái này là mình làm trong một cái tình huống là nó 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 đặc biệt thôi chứ không phải là nhưng mà lâu lâu thì trong cái đời sống của mình thì mình mình thế nào mình cũng có dịp để mình áp dụng cái này vào tại vì rất là nhiều dịp mà người ta mình mình cũng có thể nói người ta là bạn đang bạn đang nói giỡn hay là bạn đang nói giỡn hay là nói thiệt à, hay là bạn đang đang giỡn mặt với tôi hay sao hay là hay là bạn đang coi thường tôi hay là bạn bạn đang giỡn hay là tôi tôi cũng mong là bạn giỡn tại vì nếu mà không là tôi sẽ giận lên rồi ok bây giờ mình xong cái bài này à, mong là các bạn cũng uh, cũng thích cái dạng này uh, và uh, cũng uh, uh, giải tỏa cho các bạn một cái uh, cái những những cái giờ và sẽ cắt nghĩa cho các bạn những cái cách để các bạn uh, uh, trong một cái trường hợp nào đó để dùng cái uh, cái câu này à, giỡn mặt hả thì à, à, mình kết thúc cái video này à, chúc các bạn à, vui vẻ và thành công và nhiều sức khỏe. Hẹn các bạn video kỳ tới. Xin chào tất cả các bạn.